Sống trong đời sống phải thốn vài ba lần để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để cho bạn biết tận cùng nỗi đau là như nào. View này sẽ gọi mặt điểm tên vài ba cái thốn đến tận lỗ rốn. Những cái thốn này nó ở thể tinh thần lẫn thể xác. Bắt đầu ngay nào. Đầu tiên sẽ là tra tấn bàn chân, kiểu dẫm lên chu điện, đá phải góc bàn, hay là đứng trên một đống mảnh Lego. Cái này thì đúng kiểu vừa tra tấn thể xác vừa hành tinh thần luôn. Thật ra thì cũng chưa đáng sợ lắm đâu. Làm sao mà thốn bằng bức ảnh này được? Đạp vào cái bút chì và cái kết cũng là đi dạo mà bực cả nha. Gạn nước rót rượu thì kiểu tính lóng như kem. Tình huống như này thì mình đã từng gặp. Hết giấy như này thì có vẻ hơi ác, bất lực thật sự. Còn đây sẽ là chúa tể ám ảnh. Tóc và rất nhiều tóc trong thức ăn. Chắc là không giòn đâu. Mở chai coca nhưng mà cũng bực à nha. Lướt điện thoại trong lúc hơi ngáy ngủ. Và đang xem phim đến đoạn hồi hộp và cao trào thì cay thế nhở. Mẹ đi xa và nhắn lại: con mở tủ lạnh xem có gì thì nấu ăn tạm nhé. Và xin giới thiệu với các bạn, đây là món chanh hầm đá, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Và đây là một tình huống bất lực đến cùng cực khi mà Nông Mi nó nọt vào luôn con mắt trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bàng hoàng và gần toang. Nổi cơn hát xì nhưng bỗng dưng tắt đèn của Ngô Tắc Tố. Và tất cả phải quy trước tấm ảnh này. Mình thì không biết các bạn đã từng trải nghiệm hay chưa. Mình thì đã bị mấy lần và nó cực kỳ là dơ mốt. Cho bạn nào chưa biết thì dưới móng tay là nơi có mật độ dây thần kinh dày đặc. Vậy nên chỉ găm miếng gỗ nhỏ thôi là đã thốn rồi, huống chi nó to như này. Hãy điểm danh những cái tên của những lần khiến bạn khóc thét dưới comment.